Bạn đã từng nhìn thấy nữ tổng tài bá đạo tập yoga chưa? Yoga không chỉ giúp dáng đẹp eo thon, mà quan trọng nhất nó rất tốt cho sức khỏe. Vãn Tình bình thường lạnh lùng, cô tập yoga được nửa tiếng thì Lưu Thanh đột nhiên xuất hiện. Trước mặt cô vợ đáng yêu này, anh ta mặt dày dũng cảm lẻn vào. Sao anh lại vào đây? Động tác tiếp theo là gì? Sao anh lại vào đây? Tôi thấy dạo này cô mệt như vậy, nên muốn tập luyện cùng cô. Tôi không cần, anh ra ngoài ngay cho tôi. Lưu Thanh lại nói bình nóng lạnh trong phòng tắm của mình bị hỏng rồi, vì vậy muốn mượn phòng tắm của lãnh đạo một chút. Nhưng sao Vãn Tình có thể đồng ý được chứ? Cô đã bảo Lưu Thanh đi dùng phòng tắm của Tiểu Mễ, vừa nói vừa kéo anh ra ngoài. Nhưng hai tay của Lưu Thanh không an phận đã nắm tay Vãn Tình. Vãn Tình thấy vậy liền bỏ tay ra, nhưng anh không muốn từ bỏ như vậy. Hậu quả khiến phụ nữ tức giận là vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa lại còn là tổng tài bá đạo. Sau đó cô đã nghĩ ra một cách, cô chỉnh nhiệt độ lên 60 độ. Lúc này Lưu Thanh vẫn chưa biết, Vãn Tình trốn bên ngoài cửa nghe trộm. Sau đó Lưu Thanh mở vòi nước ra, khi nước chảy vào mặt, giây phút đó phải qua vài giây anh mới có phản ứng. Phải là mặt dày lắm mới không sợ nước nóng. Ngày hôm sau khi đi làm, Vãn Tình vẫn đang giận. Sau đó Lưu Thanh bắt đầu phần biểu diễn của mình. Lưu Thanh là chồng của tôi, cái gì vậy? Vãn Tình nghe xong càng thêm tức giận, cô lập tức giằng lấy điện thoại của Lưu Thanh để xóa đi. Mặc dù đánh là hôn, mắng là yêu, nhưng khi lái xe thì không nên làm như vậy. Suýt chút nữa đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lưu Thanh muốn buổi tối Vãn Tình về nhà nấu cơm. Vãn Tình nói gần đây đang làm một hạng mục, đợi hết bận thì cô sẽ về nhà lâu hơn. Lưu Thanh nhạy cảm phát hiện ra, gần đây những câu nói của vợ trở nên dài hơn, cũng không lạnh nhạt như trước nữa, thậm chí còn giải thích nguyên nhân với anh. Không phải em yêu tôi rồi chứ? Trùng hợp tới đèn đỏ, Vãn Tình giật mình phanh gấp một cái. May mà hai người vẫn chấp hành luật giao thông, thắt dây an toàn nên mới không xảy ra nguy hiểm. Sau đó, Vãn Tình lấy lý do vì có Lưu Thanh ngồi bên nên ảnh hưởng đến cô lái xe, nên Lưu Thanh đành ngồi ra phía sau. Còn chưa đợi anh ngồi vào chỗ, Vãn Tình đã đạp mạnh chân ga khiến anh ngã dúi. Bây giờ cô mới hả lòng hả dạ. Sau đó cô bắt Lưu Thanh ngồi yên phía sau, hai người lời qua tiếng lại đi tới công ty. Xem ra là gặp đúng người rồi, nên ngay cả không khí cũng cảm thấy ngọt ngào. Vãn Tình gần đây đang bận vì hợp tác với tập đoàn Duy Khải, trợ lý nói bên đó lại muốn đổi người phụ trách. Họ không tìm ra bất cứ thông tin gì của người phụ trách kia, hơn nữa gần đây hay có người gửi quà tới, vẫn không biết là ai. Vãn Tình cũng không quan tâm, nói không chừng người phụ trách kia và những món quà đều là của người bạn trai cũ đã biến mất của cô. Sau đó trợ lý bảo cô chọn trang phục cho bữa tiệc của hai bên. Khi cô xem bộ váy đầu tiên thì đột nhiên nhớ tới, trước khi kết hôn mẹ của Lưu Thanh đã gửi lễ vật đến. À, tôi có một bộ trang sức rất hợp với bộ quần áo này, vậy thì chọn bộ này đi. Vậy tôi sẽ cho người gửi đến nhà chị nhé. Đột nhiên Vãn Tình nhớ đến Lưu Thanh. Hãy nhìn cô gái xinh đẹp này, bình thường cô ấy rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng hôm nay cô ấy lại dịu dàng đến động lòng người. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy. Điều này khiến Lưu Thanh của chúng ta cũng rất ngạc nhiên. Hóa ra tổng tài đang lựa chọn quần áo để tham gia bữa tiệc, cô còn bảo Lưu Thanh đeo hộ vòng cổ. Lúc này Vãn Tình nói với Lưu Thanh, đây là của hồi môn mà mẹ anh đã tặng chúng ta. Lưu Thanh còn không biết nhà mình vẫn còn bộ trang sức như vậy, lập tức anh cảm thấy mình cũng có chút giàu có. Thế nào, có đẹp không? Dù thế nào thì cô cũng rất xinh. Lúc này họ giống như những đôi tình nhân vậy. Có điều tôi cảm thấy màu sắc của chiếc vòng cổ này không phù hợp cho lắm. Tiếp sau đây một chuyện đẫm máu sẽ xảy ra. Mà chính lúc này Lưu Thanh đột nhiên nhận được điện thoại. Đối phương nói mình là nhân viên làm việc ở KTV, nói với anh Lý Vũ Đình đã uống say nên bảo anh qua đưa về. Không khí lãng mạn đã bị phá vỡ, Lưu Thanh cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nói với Vãn Tình rồi rời đi. Lúc này Lý Vũ Đình đang giả vờ say, một giây sau có người dìu cô dậy. Mọi người nghĩ rằng là Lưu Thanh sao? Không, Vũ Đình vừa mở mắt thì thấy trước mặt là một người đàn ông với khuôn mặt háo sắc. Sau đó cô hét lớn lên, đẩy người đàn ông ra ngoài rồi chuẩn bị bỏ chạy. Ai biết được người đàn ông vẫn giả bộ uống say để sàm sỡ Vũ Đình. May mà Lưu Thanh đã đến kịp thời, kéo anh ta ra. Người đàn ông thấy vậy còn muốn đánh nhau với Lưu Thanh. Lưu Thanh chỉ cần một cú hất tay đã đẩy anh ta ngã, nhưng không ngờ anh ta vẫn gọi thêm anh em đến. Lưu Thanh bảo Vũ Đình ở lại trong phòng còn mình đi giải quyết. Là một lính đặc chủng nên Lưu Thanh chắc chắn không bỏ qua chuyện này. Chỉ cần vài chiêu đã giải quyết được đám côn đồ này. Cuối cùng anh chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến đối phương khiếp sợ, đã thể hiện được sự quyền bá của anh. Sau đó Lưu Thanh gọi nhân viên tới để tìm hiểu tình hình. Nhân viên phục vụ còn muốn nói dối để che giấu, nhưng đối mặt với khả năng quan sát của Lưu Thanh nên đã không giấu được mà nói ra sự thật. Hóa ra cô đã nhận tiền hối lộ của Vũ Đình để cô gọi cho Lưu Thanh nói Vũ Đình đã uống say. Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gái mà. Khi Lưu Thanh chuẩn bị dạy dỗ cô một bài học thì anh nhận được điện thoại của vợ. Lưu Thanh vốn muốn tìm cho Vũ Đình một nhà nghỉ, nhưng không ngờ cô vợ hiểu chuyện lại nói bên ngoài không an toàn nên bảo anh đưa Vũ Đình về nhà. Tôi thấy không phải bên ngoài không an toàn, mà là cô không yên tâm khi chồng ở bên ngoài. Chuyển tới cảnh khác, Tiểu Phó cùng Lôi Thạc đi tới quán bar. Vẫn là Lôi Thạc có sức hút, anh đã khiến Tiểu Phó mặc váy ngắn. Không phải nói rồi, anh ta còn là cao thủ hơn Tiểu Lưu. Hóa ra họ đến là để điều tra chuyện có liên quan đến Vãn Tình. Đối tượng chính là người đàn ông đang tán tỉnh các cô gái bên kia. Tiểu Phó vừa đi tới thì thấy trống một chỗ, muốn anh ta dẫn mình đi chơi cùng. Kết quả người đàn ông xã hội kia không cần nói nhiều, được gái xinh chủ động như vậy dĩ nhiên sẽ không từ chối. Vừa ngồi xuống, Tiểu Phó đã tự uống thay lời cảm ơn.
không khí náo nhiệt, nhân lúc hắn ta không chú ý đã tiện tay lấy điện thoại của hắn ta, sau đó lấy lý do đi vệ sinh rồi rời khỏi đó. Cô đi tới nhà vệ sinh rồi đưa điện thoại cho Lôi Thạc, hóa ra họ muốn lấy số liệu trong điện thoại. Hãy chú ý xem, một nam một nữ đi vào cùng một nhà vệ sinh, nhưng không ngờ cảnh tượng này đã bị hai tên đàn ông nhìn thấy. Hóa ra lúc này Lôi Thạc đang sao chép dữ liệu trong điện thoại mà tiểu phó lấy được. Lúc này hai người ở ngoài đã gõ cửa, cho rằng hai người đang chơi xếp hình trong đó. Tiểu phó đang chuẩn bị ra ngoài thì bị Lôi Thạc ngăn lại, mà lúc này số liệu cũng đã copy xong. Sau đó hai người ra ngoài dạy dỗ hai tên say rượu này một trận. Lôi Thạc đưa điện thoại cho tiểu phó để trả lại người đàn ông kia. Lưu Thanh sau khi đón Vũ Đình về, vì muốn báo đáp nên anh muốn làm việc cho vợ. Vãn Tình nói cô đang điều tra thông tin của người phụ trách tập đoàn Duy Khải trong lần hợp tác này. Lưu Thanh lặng yên nghe. Vãn Tình đã đưa dữ liệu mình tìm được cho Lưu Thanh xem, chỉ có một bức ảnh của thợ săn ảnh, kết quả ngay cả ảnh chính diện cũng không có. Càng nghĩ càng đau đầu, Vãn Tình không muốn nghĩ nữa, cô đã tắt máy đi ngủ. Mà Lưu Thanh nói những chuyện không nghĩ ra thì cũng có thể nói với anh, rõ ràng anh muốn giúp Vãn Tình điều tra rõ chuyện này. Đợi sau khi Vãn Tình rời đi, anh mở máy tính ra nhìn bức ảnh vừa rồi, rồi dùng điện thoại chụp lại, sau đó gửi cho Lôi Thạc để giúp anh điều tra rõ chuyện này. Ngày hôm sau, Lôi Thạc và tiểu phó đang bàn luận về dữ liệu ngày hôm qua lấy được. Trước đó, người nhà của Ngô Phong Vũ bị uy hiếp. Lưu Thanh nghĩ, có lẽ kẻ đứng sau sẽ còn dùng cách này đối với những người khác. Lôi Thạc điều tra ra trưởng phòng Dư cũng từng bị uy hiếp. Lúc này, Tôn Du đột nhiên đi tới. Anh cầm bức ảnh mà Lưu Thanh muốn Lôi Thạc điều tra giúp, nói người này đã biến mất rất lâu. Tiểu phó vừa nhìn thì nhận ra người này chính là bạn trai cũ của Vãn Tình, Phùng Thông. Sau đó, Lưu Thanh chuẩn bị chơi game thì Lôi Thạc gọi tới. Lôi Thạc nói với anh, đã điều tra ra người phụ trách tập đoàn Duy Khải mà Vãn Tình gặp hôm nay chính là bạn trai cũ của cô, Phùng Thông. Lưu Thanh sau khi nghe xong lập tức mất bình tĩnh, có lẽ anh cảm thấy nguy hiểm. Lúc này Vãn Tình cũng đã tới công ty, chuyện đẫm máu đã xảy ra, chỉ nhìn thấy đối tác lại chính là bạn trai cũ, Phùng Thông. Vãn Tình cũng đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Khi nói chuyện hợp tác, Phùng Thông không ngừng nói chuyện cũ với Vãn Tình. Vãn Tình bày tỏ sẽ không tiếp tục nói chuyện đàm phán nữa, Phùng Thông vẫn không chịu buông. Lúc này Lưu Thanh biết được tin cũng đã tới nơi, Vãn Tình lập tức đi về phía anh. Đây chính là chồng của tôi, Lưu Thanh. Anh là Phùng Thông đúng không? Tôi đã từng nghe Vãn Tình nhắc đến. Về nhà thôi. Trên đường về nhà, Lưu Thanh còn an ủi Vãn Tình. Anh nói một người lái xe nhiều thì kỹ thuật sẽ ngày càng cao lên, nhưng một chiếc xe mà nhiều người lái thì xe sẽ càng ngày càng kém đi. Có một số người có lẽ sẽ rất xót xe, sẽ không tự nỡ đạp chân ga, nhưng lại bị người khác bạo lực điều khiển. Nói xong Vãn Tình đã rơi nước mắt. Có lẽ những điều đó đã chạm tới sự tổn thương của cô. Khi về tới nhà, tâm trạng của Vãn Tình cũng đã tốt hơn nhiều. Chuyện hôm nay đừng để bố mẹ biết, tôi không muốn họ lo lắng. Được. Vừa nãy thôi, khi nữ tổng tài nói chuyện hợp tác, khi phát hiện đối phương chính là bạn trai cũ, khi về nhà cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Lúc này, Vãn Tình nhớ tới khi cô và Phùng Thông yêu nhau, cha cô biết đã kịch liệt phản đối. Cha Vãn Tình nói, khi cha của Phùng Thông phát tài đã lừa gạt người ta, không có việc xấu nào là không làm. Nhưng Vãn Tình lại không quan tâm đến sự phản đối của cha, cô kiên quyết yêu Phùng Thông. Vì vậy, hai cha con đã cãi nhau. Sau đó, Vãn Tình liền chạy đi tìm Phùng Thông, còn nói mình muốn cùng anh đi châu Âu, bởi vì cô sợ khoảng cách địa lý sẽ khiến tình cảm bị phai nhạt dần, cuối cùng sẽ trở thành người lạ. Sau đó hai người quyết định chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới thuộc về họ. Lúc này Lưu Thanh cũng đã đến bên ngoài cửa của Vãn Tình. Anh định vào trong an ủi Vãn Tình, anh giơ tay lên nhưng cuối cùng lại bỏ tay xuống. Thật sự muốn hỏi Vãn Tình về duyên phận lúc nhỏ, nhưng anh lại lựa chọn chịu đựng hết lần này đến lần khác, có đáng không? Lưu Thanh tò mò nên anh đã tìm đến tiểu phó, người biết chuyện năm đó. Lưu Thanh hỏi tiểu phó về chuyện năm đó, gia đình Phùng Thông đột nhiên mất tích. Lúc này tiểu phó cũng nhớ lại chuyện năm đó, khi đó Vãn Tình không quan tâm đến sự phản đối của cha, đã lên kế hoạch đi châu Âu cùng Phùng Thông. Mặc dù cô không thực sự tán thành, nhưng vì bạn thân nên cô vẫn làm lá chắn. Thậm chí cha của Vãn Tình gọi điện tới, cô cũng nói giúp. Lúc này cô với khuôn mặt chê bai lấy lý do đi vệ sinh, nhưng không ngờ khi quay lại vô tình phát hiện bí mật của Phùng Thị. Sẽ không ai biết chuyện này đâu, chúng ta phải nhân cơ hội này. Cô nghe thấy cha của Phùng Thông đang bàn bạc với người tên Dương Tổng về chuyện lừa đảo tiền. Sau đó cô dùng điện thoại quay lại, cô không thể nhìn Vãn Tình bỏ trốn với một người như vậy, nên quyết định sẽ công bố bí mật của nhà họ Phùng với mọi người. Tôi không thể nhìn Vãn Tình bỏ trốn cùng với người như vậy, tôi sẽ công khai bí mật nhà họ Phùng với mọi người. Sau đó tập đoàn Phùng Thị đã bị phá sản rồi bỏ chạy, cha con Phùng Thông cũng không thấy bóng dáng đâu. Vãn Tình không đợi được Phùng Thông, từ đó trở đi cô trở lên trầm mặc hơn. Cha cô còn đưa tin tức nhà họ Phùng bỏ trốn cho cô xem. Cuối cùng Vãn Tình luôn trong tâm trạng buồn bã. Tiểu phó nhìn thấy vậy cũng vô cùng đau lòng, cô bắt đầu hối hận về chuyện mình đã làm, nhưng cũng không đủ dũng khí nói với Vãn Tình sự thật. Cho tới khi biết tin Mộ Viễn gặp khủng hoảng từ bà ngoại, cha bệnh nặng, Mộ Vãn Tình mới lấy lại tinh thần, cô quyết định tiếp quản tập đoàn. Lưu Thanh nghe xong có chút trách móc tiểu phó, khi đó đã khiến Vãn Tình phải chịu đau khổ một mình. Lúc này Lôi Thạc đứng dậy bảo vệ tiểu phó. Cuối cùng Lưu Thanh rời đi trong bực tức. Lúc này Vãn Tình đang suy nghĩ về cuộc đời, đột nhiên chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa suýt chút nữa bị vấp ngã. Cúi đầu xuống thì nhìn thấy chiếc hộp gỗ trước đó Lưu Thanh đã lấy đi.
Cô lấy chiếc hộp vào rồi mở nó ra. Nhớ